Vâng, em Quốc Hùng, em thân bái bản xin chào toàn thể tất cả các bác và tất cả anh em nhé. Thì hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho các bác một sản phẩm được thương hiệu của Mỹ, đó là Classic Pro mã V4 ngang. Dòng này thì dòng đỉnh đám của người cực kỳ là hay của hãng Classic Pro nha bác nhé. Thì đời V4 ngang thì nó sẽ gồm đời V4 ngang và 4 ngang Plus. Thì 4 ngang và 4 ngang Plus thì nói chung là nó công suất nó như nhau và cái thiết kế bộ mặt bề mặt như nhau, nơi khác mỗi là cái tăng phô của còn 4 ngàn lết là nó sẽ sử dụng hai tăng phô nguồn lớn hơn, còn cái Classic Pro V4 ngàn thì nó sẽ sử dụng một tăng phô thôi nha bác nha. Đấy, và sản phẩm này thì hiện tại thì em cũng đã có khách chốt nha bác nha, để em test để gửi tới bác khách của chúng ta. Và dòng này thì nói các bác xem từ hình thức ruột ra thì là mặt của lá B, mỗi vế gồm 19 con sò, sò Toshiba nha, sò Toshiba lớn đấy, tân phong nguồn quá trình cực là viết đấy, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Này là vi mặt cách sấp nha, cách sấp con này nó có cách sấp, và phía bên trong phía bên dưới cái vi mặt là vi tụ chạy 8 tụ và mỗi tụ là 22.000 mi. Đấy, một dây số cực kỳ là lớn. Sản phẩm này thì cũng khá là lâu rồi mới có hàng để phục vụ lại cho các bác nhé. Vâng, và dòng này thì rất là ok, chạy điện 100V nha bác nhé. Đấy, công suất nguồn lên đến là 4.800W. Đấy, quạt gió chạy cực kỳ là êm, hai quạt hai bên nha bác nhé. Rồi giờ thì mà chúng mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm nha. Rồi mở nhạc cho tất cả các bác cũng đứng nghe. Đợt này thì em về khá là nhiều những dòng đáy công suất lớn nha, từ 800 đến 1000W, trên 1000W để cho các bác chơi. WC RMX 5050 này rất ok nha, 5050 quá. Rồi lên nhạc này. Ok, kênh 2 này. Đây, kênh này.
Rồi đó là phần chất âm về phần full nha bác nha. Thì giờ thì em sẽ chuyển qua phần cách sub cho cả bác để các bác xem nha. Đây, thì em sẽ quay qua cái phần sau để cho các bác hoặc cái cách sub của sản phẩm nha. Quăng và ở ngoài đằng sau này các bác sẽ thấy là nó sẽ có phần cách sub. Cách sub thì chúng ta muốn chơi cách sub thì ở đây các bác sẽ thấy là một cái nút là nomad. Nomad là chơi full cả ba giải. Đấy, còn phần sub wood thì chúng ta sẽ gạt qua phần sub wood nha bác nha. Và ở đây chúng ta sẽ có hai volume tinh chỉnh cho hai kênh là CH1 và CH2 để cách cây gia tăng của sub. Đấy, cách cây gia tăng của sub nha bác nha. Đấy, sub wood để ở đây thì nó sẽ có hai phần cách sub riêng biệt cho hai kênh hai vế nha bác nha, và cũng như là hai cái nút gạt chơi sub. Ví dụ hiện tại các bác muốn chơi ở kênh 2 ở sub và kênh 1 ở full á thì các bác sẽ chỉ cần gạt một cái nút sub ở kênh bên kênh 2 này, còn hoặc là các bác muốn chơi hai kênh sub thì các bác gạt hết hai kênh qua đây. Đó, gạt hết hai kênh qua nha bác nha, và chúng ta sẽ chơi hai kênh sub, và các bác muốn đánh full lại thì chúng ta gặp lại về nomad nha bác nha. Đấy. Vâng, và em sẽ thử cái tin sub cho các bác để các bác nghe về dòng sản phẩm này thì nó tích hợp rất là nhiều những cái cổng anh chơi như là ba lăng, cái ba lăng đực, rồi 6 ly, rồi cộng ra thì có new trick chuyên nghiệp và cũng như là bắp chuối mở chim, rất là nhiều nha bác nha, rất là nhiều. Đấy. Vâng, ngưỡng dòng điện là 100V và 4800W nha bác nha, công suất rất là lớn. Đấy. Rồi ok các bác nha, thì em sẽ thử đánh sub nha. Hiện tại thì em đang gạt qua hai vế đều là hai vế sub hết nha bác nha. Đây. Đấy, đánh ra thì nó chỉ ra tiếng sub thôi. Đấy, chúng ta sẽ cách sub. Bên này cũng thế nha bác nha. Đánh ra mỗi tiếng sub rồi nha bác. Con này thì các bác mua về nó sub rất là ok luôn. Đấy, hoặc là các bác muốn chơi một kênh sub một kênh full này, thì chúng ta sẽ gạt qua lại. Đấy, hiện tại là kênh 2 là sub, kênh 1 là full. Đấy, full này. Đấy. Ok cho các bác nha. Đó là phần cách sub và phần không cách sub của phần con Classic Pro V4000 này. Đấy, hiện tại thì em gạt về lại phần full hết rồi. Đấy. Đấy. Rồi thì các bác nào yêu thích dòng Classic Pro V4000 thì alo cho em nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video sau.